Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lâm Khánh Chi nói gì trước thông tin tan vỡ hôn nhân với chồng trẻ? Thông tin Lâm Khánh Chi và chồng trẻ ly hôn đã gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian gần đây. Phi Hùng cũng đã có những chia sẻ chính thức không liên quan đến nữ ca sĩ chuyển giới trong tương lai. Về phía giọng ca sinh năm 1977 cũng đã có câu trả lời cho vấn đề này. Thông tin Lâm Khánh Chi và chồng trẻ chia tay khiến cư dân mạng xôn xao. Sau khi nhận được thông tin Lâm Khánh Chi ly hôn với chồng trẻ Phi Hùng, chúng tôi đã liên lạc với nữ ca sĩ chuyển giới và nhận được hồi đáp của cô. Hỏi về vấn đề liên quan đến việc ly hôn, Lâm Khánh Chi cho biết hiện tại cô đang dưỡng bệnh, sau khi hết bệnh sẽ chính thức có câu trả lời đến truyền thông và người hâm mộ. Còn hiện tại hãy để cô nghỉ ngơi vì đã quá mệt rồi. Trước câu trả lời này, có thể thấy nữ ca sĩ đang đối mặt với những rắc rối gia đình khá nghiêm trọng. Gia đình hạnh phúc của nữ ca sĩ. Về phía chồng trẻ Phi Hùng, sau khi viết dòng trạng thái không liên quan đến Lâm Khánh Chi nữa, thì anh cũng không chia sẻ gì thêm mọi thắc mắc, mong muốn nữ ca sĩ tự giải quyết. Trong đoạn tin nhắn của cả hai, chồng trẻ còn có đoạn thoại gây chú ý, ráng sống hạnh phúc bên người em chọn ngang, chào em. Điều này có thể liên quan đến chuyện người thứ ba. Ngoài ra, chồng trẻ của Lâm Khánh Chi cũng nói thêm cô nàng đang bị nhiễm Covid, giống như dòng trạng thái úp mở của nữ ca sĩ chuyển giới trước đó. Lâm Khánh Chi viết trên trang cá nhân rồi. Lâm Khánh Chi chia sẻ về tình hình hiện tại của bản thân, cô đang bị bệnh và phải gặp vấn đề về ồn ào cá nhân. Nữ ca sĩ úp mở bản thân đang bị bệnh và đối mặt với nhiều vấn đề, cô cho biết năm nay không may mắn với mình, tuy nhiên không ai ngờ Lâm Khánh Chi lại chia tay chồng trẻ. Trước đó cặp đôi có nhiều giận hờn vu vơ nhưng lần này là chính thức tuyên bố trên trang cá nhân về câu chuyện đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ chuyển giới không chia sẻ gì thêm về ồn ào hôn nhân. Hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa chính thức có câu trả lời về nguyên nhân chia tay, càng khiến người tò mò lý do cả hai không bước tiếp. Nữ ca sĩ chuyển giới không chia sẻ thêm về ồn ào hôn nhân. Hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa chính thức có câu trả lời về nguyên nhân chia tay, càng khiến nhiều người tò mò lý do tại sao cả hai không thể bước tiếp khi đang có một gia đình khá hạnh phúc. Trước đây, cặp đôi cũng có những giận hờn vu vơ. Người hâm mộ hy vọng cả hai sẽ không có kết cục xấu bởi Lâm Khánh Chi là một trong những người hiếm hoi chuyển giới có được hạnh phúc như mong muốn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.